Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay nha. Thì sáng nay Bùi Hải Vlog có mặt tại mộ của sư Minh Thiện ha cô chú anh chị. Bây giờ là Bùi Hải chuẩn bị lau mộ thắp hương buổi sáng. Mưa tắt đèn ngay 24 giờ. Rồi cát à. À, coi mộ hay trời mưa cái cát nó lên nè cô chú anh chị. Trời cát lên rồi. Cái này chắc mình phải lấy cái xô nữa quá. Ha. À, lấy cái xô dội đi. Mình dội ở trên cho nó chảy xuống từ từ. Anh Nam ơi. Cái có cái hai xô đựng ở đầu hết hả? À, múc nước đi, múc nước. Hỏi cái cô ta có cái ống không, mượn cái ống của cô. Ờ thử bà bảnh coi có không mượn đỡ cái ống cô lôi dội. Đi tao lao ở trên thùng bia trên. Rồi dội sạch sẽ, tối trời mưa quá mưa, cát lên quá chừng. Này cũng củ lan hay. Kìa có ống à chị Tiên ơi, có ống cả. Có ống luôn hả? Có ống mà mượn dội đỡ cái. Chứ múc biết chừng nào, múc nước biết chừng nào. À, chị Tiên rửa thau đây em. Nè. Gắn vô đi. Gắn vô tao sạch cho. Kéo vô đây. Lớn cả tài luôn. Ủa tới không? Rồi không tới. Em dựng dựng máy xây la. Cà 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 còn dưới ống ra anh bên kéo lại miếng nữa. Ống dài lắm kéo lại nó thôi. Rồi được rồi được rồi. Được chưa? Rồi. Tới. Cát quá cát rồi cô chú anh chị ơi. Đó, hay lắm. Anh trên anh đào ở trên á, ở trên cho nó chạy xuống trước. Ừ. Cho nó thấp thấp xuống anh bên. Wow, đây quá trời luôn à. Rồi từ trên á cho nó chạy xuống từ từ từ. Cho nó trôi ba cát á. Ngóng xong hồi trả. Trở về vị trí cũ con. Không con có la đâu. Ê, như mình dội tưới giùm cô vậy chứ có gì đâu. Bây giờ mình không sạch chút cô cũng phải sạch à. Bây giờ mình sạch trước đi. Nước mạnh ghê ta. Nước ở đây mạnh lắm. Còn nước đi, ở đi, trên đi, đi. Còn nước ở trên mình hay yếu yếu nha. Không giờ thấy. Đây anh Bin. Đây đưa em cho. Sạch sẽ không?
anh sang sang kéo kéo qua miếng cho khen. Kéo nữa đi, kéo nữa đi, dội qua đây luôn coi. Thôi được rồi, được rồi. Dội cái xăng của thầy luôn. Rồi ok anh Nam ơi, tắt nước đi, lúc cái ống lại đi anh Nam. Lửa bạn luôn chứ gì nữa. Trong góc rồi, trong dưới nước bạn rồi. Rồi, sạch hết rồi. Ok. Anh bên lấy cái giò, lấy giò. Dép kìa. Chị Tiên đứng dậy coi. Lại Nam ơi, lửa giùm mấy cái chung đi. Cái mộ thầy sạch sẽ rồi. Có khăn khô nè anh lớn ơi. Ở đây chung mình lấy cái chỗ mình quét cái nước này ra. Phơi cái này cái đi. Nè. Chúng mình lấy chỗ mình quét ở trên đây là hai cái. Trời ơi. Gì
cười cười. Rồi gì làm? Đi vui cười chứ có hả? Đi vui à? Anh Nam cái này là lương rồi, anh Nam cười vui. Có, không phải vụ đó. À, ý là anh Nam xuống đây làm xịt nước lau mộ thầy, anh Nam thấy trong người vui phải không? Thấy trong lòng vui như vậy. Được cầm ống xịt được. Vui. Là anh Nam thấy vui phải không? Được. Được á, cậu sẽ ở lòng thầy sẽ xuống mộ. Cậu sẽ xây, thầy sẽ xây chuyển cho Nam đi tu luôn. Tháng này tới tháng sau tết tôi lãnh lương luôn, nghỉ luôn là được vừa luôn á. Gia tài tao có con trai nói giỏi hả? Thu tốt gì đâu mà chưa, từ từ đâu anh Nam thấy sao? Anh Nam hãy nói vậy, anh Nam thấy sao? Chừng nào hết thời đi tu luôn. Hết thời hả? Ý là bây giờ còn thời đúng không? Cho bữa còn mẹ á hả? Ý là bây giờ còn thời đúng không? Chừng nào hết tiếng tâm nữa là đi tu rồi. Bây giờ tiếng tâm vẫn còn. Rồi là ý là vậy đúng không? Quái đậu. Quái lòng thôi chứ. Khô sạch sẽ tinh thần. Rồi giờ lau mộ thầy nè. Phan chứ. Nãy mình đâu có xịt lên tấm bia đâu. Tấm bia mình phải lau khăn ướt. Còn cái này là để khăn khô mình để lau mộ. Vậy là khúc xịt nước đâu có đâu hả? Không. Thôi để chút cô. Xịt nước nãy có máy có. Thôi để chút cô vô cô coi Bùi Hải đi, là cô thấy anh lớn xịt nước à. Thầy mốt mà láng quay YouTube kiếm tiền mua cái kiến nè. Kiến chừng 2-3 kiến nào? Kiến à. Kiến chừng 15-17 ngàn cái thôi. 15-17 ngàn. Thôi kiến 3 ngàn cái được rồi. Đại lắm. Nam còn giữ nữa trời. Gái hết thời. Trời nước cái mộ thầy sáng bóng lại liền. Sáng bóng liền anh lắm. Tại trời mưa cát chứ ăn lên quá trời. Hình chi năm nay thấy anh Nam anh vui hơn năm rồi ha. Bớt bệnh rồi. Vui cười làm ăn mới lên. Đúng rồi. Nhăn quay làm ăn không lên. Lá kéo trả lại ông nước người ta kìa. Biết rồi ba. Biết rồi ai đâu.
Ai, anh Nam chưa có lúc ống phải không? Phan đi, phan hai lúc ống nha. Để thắp nhang cái đi anh Nam, dặn cho tôi làm miếng nước cái tôi dội ở trên cái hàng tư của thầy cái. Rồi bắt đầu cái rồi mình dẹp ống, cuốn cái ống mình dẹp luôn. Làm đi để gắn xong. Rồi đây thắp nhang cái đi. Dội hàng tư của thầy cái sạch sẽ cái à. Này đi. Để đi ấy dội cái sạch sẽ cái này. Rồi lên nhạc, ô quanh lên nước, bật nước. Ê, 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 ê. Rồi mở. Rồi Nam ơi, Nam ơi. Tắt lên Nam ơi. À đưa ống ngồi nè. Ống bằng kéo lại cho mấy anh. Đó, dội sạch sẽ cô chú anh chị ơi. Mưa nguyên một đêm nay cát quá trời cát luôn. Mộ thầy cát không? Bây giờ thôi, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Trước khi kết thúc video, Bùi Hải Vlog cũng chúc cho ông bà cô chú anh chị một buổi sáng thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý nha. Và một lần nữa Bùi Hải Vlog xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị.